sáng giật giờ, giờ tôi còn đám cưới nữa, nên bà con bác nội chia sẻ giùm tôi. Hiện nay nhiều người đến nhờ được xin hãy có người nói chuyện mình vơ cao bao chân mà thấy giờ nè, vơ cao chân sao không biết ai đây. Còn bây giờ bà con bác nội chia sẻ giúp giùm mọi người. Ở đây là chị ơi, cho năm chị họ tên gì? Chị quê đâu? Dạ, An Giang. An Giang phải không? Rồi bây giờ chị đến nhờ Tiểu Hải là chuyện gì? Dạ, tìm con. Tìm con phải không? Dạ. Con chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, sinh năm 2017 là 6 tuổi. 2017 6 tuổi phải không? Dạ. Rồi bây giờ con chị hiện nay là ở đâu mà chị đến nhờ Tiểu Hải là tìm con? Dạ, ba nói với nội nó bây giờ là bắt đi không cho gặp nữa, mà tự nhiên là bắt đi vậy đó. Rồi chị có báo công an chưa? Dạ chưa. Sao chị không báo công an? Tại vì người ta nói là ba với nội mà bắt đi á, mà kiếm gì người ta nói gì đó. Nhưng mà bây giờ ba với nội bắt đi mà không cho em hay, không cho biết thông tin, mà cũng không cho gặp luôn. Là dạ. Sao? Không biết thông tin là không gặp luôn phải không? Dạ. Rồi sự việc này rất là đau lòng bà coi. Bây giờ tôi còn bắt cho bắt cướp giúp dân, còn đi lên giải cứu mấy bé dưới 15, 16 tuổi, 16 tuổi. Nên giờ còn nhiều việc phải làm, bây giờ là Chủ nhật rồi, bây giờ trưa nay phải đi đám cưới nữa. Bây giờ quá chuẩn bị, bà con với lợi chia sẻ mạnh lên. Đứa con có hình đứa con đây không? Dạ có. Đó hình đâu? Hình gửi qua Zalo. Trong cái điện thoại đâu? Có trong điện thoại không? Dạ có. Có không? Đó hình đó đi biết tìm. Bây giờ là ai dắt dẫn đi? Ba dắt đi rồi giao cho bà nội, nhưng mà không có sự đồng ý của con. Vâng. Con nói là thôi để con ở nhà đi, có giao giao có cháu ăn cháu. Vâng. Rồi con hai dắt em gửi bà nội đưa qua Campuchia. Bây giờ chị đang ở, hiện giờ chị đang ở đâu? Dạ ở Củ Chi. Bây giờ con là đang ở Củ Chi phải không? Con này đang ở Củ Chi, nhưng mà con bây giờ là không biết ở đâu con của con á. Rồi bây giờ bà con bác lợi chia sẻ giúp giùm mọi người. Quá chừng việc bây giờ anh em sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, ai đến đây cũng giải quyết hết đó. Mọi người làm ơn chia sẻ, chị này để khóc chỉ đi với hai đứa con của bà ngoại đó, nên mọi người nên chia sẻ. Bà ngoại là ở đây có gì bà ngoại không dám không, nói chung đây có nhiều cho quay người không nên bà con không cảm ha. Bà con bất luận ngay chúng tôi cũng được nghỉ nữa, bà con bác làm ơn chia sẻ giùm ha. Rồi chú này đến nhà chú là sao với chồng vô chú làm ở bộ nào? Rồi đây rồi bây giờ chỉ có đôi lời chị nói, chỉ có đôi lời chú nói. Con biết nói gì bây giờ, chứ con tìm được không? Rồi từ con phải không? Rồi anh em sẽ đánh xe giúp đỡ. Dạ. Rồi chú ở đây ở bộ nào? Bây giờ ở đây là anh em và xin hãy là giúp hết. Giờ chú lại đi tìm con chú không? Dạ. Con chú bỏ nhà đi lâu chưa? Dạ đi nay gần tháng. Gần tháng không? Dạ. Chú ở quê đâu? Ở đây luôn. Ở Bình Dương hả? Dạ. Rồi, tại thấy chú bận đồ, con chú ở bộ nào? Con chú ở bộ công an. Thấy trời chú mặc cái áo bộ công an, con cũng sợ. Nên bà con bác lợn đây tìm con, tìm cháu này kia, bây giờ anh em sẵn sàng giúp đỡ ha. Nhưng tại vì ở đây là như người dân phục vụ ha, người dân phục vụ. Rồi bây giờ chị lại chị báo thì sao, hình ở đâu? Trời này cũng khó hay không? Khó, ca này khó quá. Ca này khó hơn, không được, quay cái chứng minh không được gì. Không được rồi. Thôi chết đi. Bây giờ vô này, con chị này bây giờ này, tội nghiệp tôi, giờ tôi phải có người phục dịch nữa. Chị này chỉ làm chỉ nói chị con mà chỉ đưa tay đưa chân mà chỉ đưa tay đưa chân mà cô đâu biết là gì là sao. Bây giờ có ai phiên dịch không? Chị này làm biếng nghe làm biếng nói, chỉ đưa tay đưa chân mà, nên bà con không cảm, chỉ làm biếng nghe chỉ làm biếng nói đó. Chị đi về chữ chị chưa cũng không khóc nữa, chị đâu biết đâu khóc có đâu cả đó. Đó, chị làm biết nghe chị nói thì tôi và con mấy tôi rối vào vụ này thì bà con thấy không? Đó. Bây giờ khó, còn chị này không có hình sao mà làm? Đó, bà con bác tôi thấy tôi cũng buồn, mong báo công an chị nói sao? Báo công an nói
là nó lừa chỉ lừa gì? Nó lừa tiền á. Lừa bằng cách nào? Nó lừa là nó lấy tiền á, cái nó kêu mình đưa tiền á, mua giải để sản xuất á, rồi xong cái bắt đầu là nó kêu bán sản phẩm của nó, trong khi đó mình gia công rồi xong là nó lấy tiền nó đi luôn. Nó quê đâu? Gốc đâu? Gốc của nó là ở Đắk Lắk. Đắk Lắk không? Đó, đó. Sao chị không lên đến ngay chỗ này nó ở là thưa toán? Đó không được, tại vì ta nói sự gì xảy ra ở đâu là mình cái gì đó. Có chuyện xảy ra là cái đó là công an. Báo công an sự gì đâu, báo công an đó. Còn cái mà công an nó là cái đề dân sự thì đến ngay chỗ toán ở ngay nơi nó đang ở sinh sống thì thưa. Hiểu không? Tôi nói chị hiểu chưa? Tức là công an nói là đề dân sự, vô dân sự là phải đến ngay nơi nó ở, phải thưa toán ngay chỗ nơi nó ở sinh sống mới được, phải không? Đó thì nói cho chị như vậy chứ cái vụ này khó, còn chị này giờ cũng khó thì giờ cứ được ba làm ba nghe nói chuyện sao đây ba, cứ giơ tay vô chân thôi. Ba nói mình là không hiểu luôn. Bây giờ tôi nói cái ca này đó, còn cái ca này khó cho tôi thì ca này chúng phải lấy cái viết về. Đó nên bà con nên chia sẻ và không anh nè, chị này chị không biết đó, chị chửi chị cũng không khóc, chị đâu có chửi mình lại mình đâu. Đó ca này khó cho tôi được, ca này căng được chị đó. Đó bà con có ai bình luận dùng tôi cái này kìa, đưa cái này là giấu là giống gì tôi cũng hiểu luôn. Đó quá chừng đau. Họ kêu chị này sao hình sao đây? Có hình trong máy không, điện thoại không? Đang nữa hả? Khó đi ca này, mốt vụ này là ba vụ cái này thôi, đừng đưa lên vụ dân sự, đưa lên là mất công tôi nữa. Đó. Bà con có nội chia sẻ đói bụng lắm rồi, sáng mời chị ăn uống nha ta. Rồi bây giờ cô ý chí thì cô sẵn sàng giúp cô ha. Thằng rể đó hả? Thằng rể hả? Ở đó. Rồi tôi đưa đây đây bà cô. Thằng này là nó lừa cô sao? Cô nói đi. Lấy tiền mà lấy vàng lấy xe. Lấy xe luôn, về xe mà cô báo công an chưa? Báo rồi. Công an phường nào? Phường Phước Long B. Phường Phước Long B phải không? Chờ hồ sơ hết luôn rồi. Ờ. Có cái giấy chứng minh nhưng mà chứng minh cũ á, tôi lấy luôn rồi. Giữ luôn rồi. Rồi. Bà con mới đợi chia sẻ giùm mọi người. Mọi người cảm ơn con dạy nghe. Bà con mới đợi chia sẻ giùm mọi người. Mọi người là mới chia sẻ cho tôi. Bây giờ đang ở Long Khánh á. Con đang ở Long Khánh, biết ở Long Khánh rồi, con ra luôn. Biết địa chỉ không? Không biết. Không biết nghe Long Khánh. Thành phố Long Khánh nó lớn lắm. Nhắn nè. Thôi nó nói gì chưa chắc gì nó Long Khánh, hiểu không? Có mà, thằng bạn có chú mà, bữa bạn có chú kêu đi. Thôi là để tôi ở đâu, bây giờ chắc chắn tôi kêu bạn nó chắc chắn tôi đi luôn, rồi đi Long Khánh luôn. đi luôn hồi được cái đó là đi là giúp dân không? Thằng bạn nó tên Nghi. Đi đánh bắt xa bờ. Thằng bạn nó tên Nghi, có chú gặp rồi, có chú gặp. Thôi giờ kêu thằng bạn này ra giúp tôi, giúp cho đi luôn Long Khánh chỗ nào là ra bắt nó về luôn, bắt sống luôn. Tại cũng không biết địa điểm gì. Thôi giờ nó địa điểm nó Long Khánh, thành phố Long Khánh nó lớn lắm. Tại vì nhà xuống nhà này kia. Không, thằng bạn nó xuống gặp rồi mà. Rồi. Đó nên mọi người thấy đó, cậu nên mọi người giúp giùm tôi. Đối tượng này là sinh năm 77, quen với cô này sinh năm 67. Đối tượng này nói chung là mình nói nôm na là nó là anh này là anh phi công. Ảnh lái máy bay, nói thẳng vậy luôn. Giờ con không quay hình cô đâu, cô đừng sợ, quay hình này thôi. Là anh này anh lái máy bay bà già. Mà mai thầy giáo thể dục á, anh này thầy giáo thể dục mà. Anh còn dạy không? Còn. Còn dạy không? 8 thì dạy á. Vâng, đó anh này về con trả xe giá kỳ người ta đi. Đó trả xe giá kỳ đi. Đó, nói chung là anh lấy máy bay và vợ lấy con anh này lấy máy bay và già lại tôi cũng mệt đi thôi. Ông quá còn không quay cô mà đâu quay mặt cô đâu, không đừng để rồi bây giờ bà con bác lợn chia sẻ để giờ tôi sẵn sàng nói chung là nói thẳng với cô rồi, cô báo công an là tôi bắt là tôi đem cho con thả chứ phải thả đâu nghe, đem cho con thả đem con thả tôi cũng muốn làm nè, cô phải ấy chứ nó mới bốn mối tình rồi, thằng này bốn mối tình rồi. Thầy giáo mà trộm cắp gì mà quá trời luôn mà sao thứ được vậy?
trộm cắp quá trời mà sao tha thứ được. Trộm cắp lại là nhiêu, cô nói bao nhiêu vàng, bao nhiêu xe vàng xe nói đi. Một cây tư vàng 4 số, một sợi dây chuyền 18 6 chỉ 2 phân 6 là 20 chỉ vàng rồi. Rồi với chiếc xe nè, với chiếc xe với lại 20 tiền 20 triệu tiền Việt, 500 tiền đô. Rồi. Là nhiêu là trăm mấy không? Rồi, trăm mấy chục triệu rồi sao tha thứ được? Rồi. Rồi. Nói chung bà con với này kia, cái tội này là rất là manh động nha. Sinh năm 77. Thiệt á. Giác trời ơi, trộm cắp gì mà cũng cho ở nhà không biết ơn. Rồi. Cho ở chung nhà đúng ra. Ở chung nhà. Không thích thì đi. Chia tay. Chứ có đâu mà không giác của người ta vậy. Nói chung là đối tượng này là nói nôm na là phi công trẻ lái máy bay. Người ta cho ở trong nhà thì không biết ơn thì thôi chứ. Vì mà tàn ác tàn nhẫn gì dữ vậy. Nên bây giờ mọi người nè làm ơn qua mấy cô mấy anh mấy chị, nhất là mấy chị là quen mấy người phải quen lớn tuổi hơn mình để nó lo cuộc sống cho mình. Chứ quen mấy người trẻ là mình phải cung phụng nó, thấy không? Nên mọi người nói nè. Nên cô này lúc sung sướng không thì thực sĩ Nguyên Hải lúc cực khổ mà mới điện. Nên cũng buồn được. Tôi sướng phải điện anh Hải ơi đang sướng cho anh sướng phụ cũng đỡ này, tôi đã có sướng gì đâu bây giờ là ai ăn ốc bắt tôi bỏ vỏ đổ vỏ này, tôi cũng buồn ha, rất là buồn đó. Đó nói cho bà con biết là anh này ảnh là thầy giáo cái này môn thể dục rồi ảnh có bốn mối tình rồi, bây giờ ảnh gặp cô này là cô năm mối tình không, gặp cô là năm mối tình thứ năm không, bốn không, gặp cô là mối tình thứ bốn mà tôi lo cho nó đầy đủ cung phụng cho nó về nhà nó ở, do ở chung nhà chung phòng rồi biết bà đối tượng này có biết gì mà cô này cũng mê 2 năm trời, hôm nay nó lấy tiền lấy tài sản nó giọt luôn rồi, nên mọi người đã chia sẻ ha, đó bà con bắt đầu chia sẻ giùm, lúc sung sướng điện thực sĩ lúc cực khổ điện rất là buồn rất là đau ha. Cô nói hứa là cô có được báo quen chưa? Có rồi, có số điện thoại đây đây mà. Báo quen ngày mấy? Cách nay 1 tháng rồi. Cô có làm có làm lấy lời khai không? Làm sơ không? Làm hồ sơ nhiều lắm. Rồi, sẵn sàng giúp cô. Công an nó giữ với chứng minh với tấm hình luôn trước đó. Rồi, sẽ giúp cô lấy lại tài sản cho cô. Hứa là lấy lại tài sản cho cô, nhưng mà nó thật cô là nếu mà bắt ra được rồi nè, tiền nó trả, tài sản đâu nó bán hết ăn sạch rồi. Đi, nó đi. Bán đất đi, nhà có đất thì về bán trả chứ. Đất ở đâu? Ở Đắk Lắk á. Đắk Lắk đâu nhiêu tiền đâu? Ừ, ơi mẹ cho mẹ chia rồi, mới chia ra mà. Vâng. Chia rồi. Cô nghe nó nói hay là cô nghe nói cô thấy? Ai cũng ấy hết, chia phần hết rồi. Nên bà con phải lợi chia sẻ mạnh cho bà coi. Đây là chuyện ai giúp dân, giúp đời, giúp người. Bà con ở đây là giúp miễn phí 100% nhiều bà con. Ở đây giúp miễn phí 100% nhiều bà con. Bán của nhà thì về bán mà đền chứ. Chứ lấy của ta phải trả chứ. Để bà con có lợi chia sẻ giùm bà coi. Cô này lúc sung sướng điện sĩ rất cực khổ, cô lại cô điện rồi cô báo quan phường nào? Phường Phước Long B, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh không? Quận 9 Hồ Chí Minh hiện nay là thành phố Thủ Đức ha. Thành phố rồi đó, đó. Rồi đó. Rồi đó, xin hãy sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi bà con. Rồi quá chừng bây giờ anh em sẵn sàng. Thôi phải có số nhà mày không mới giúp được ha. Phải xuống nhà giúp được ha. Ở đây lúc sung sướng không ai điện, lúc cực khổ điều sĩ. Đúng là làm dâu trăm họ. Bà con phải chia sẻ mạnh lên ha. Đây là anh Thanh phi công, anh lái máy bay của cô này hết một xe quy xanh. Với tất cả trăm mấy chục triệu đó. Tất cả trăm mấy chục triệu, nên mọi người nên chia sẻ giùm ha. Anh em chia sẻ đây, nói thầy giáo gì mà bốn mối tình, đúng không? Mà cô cũng dở, cô biết cái mối tình nó nhiều mối tình dở nó còn bỏ được, mà cô là nó bỏ được xong cô. Bởi vậy mình mới nghe giờ hối hận. Đó hối hận là đã muộn rồi, không? Nên mọi người nên chia phụ nữ nè, quen phải quen người lớn tuổi của mình ha. Đó, chia phụ nữ là cảnh giác vấn đề này. Mà chắc chắn giờ đi ra cũng chẳng dám ai dám đụng nữa đâu. Vâng. Trời ơi, vậy chứ giờ ai cũng biết hết rồi mà ai dám rớt. Sinh năm 77 mà thấy nó già như cái cà. Ừ, đó. Bà con có thể chia sẻ mạnh là bà coi. Quá trình đau đớn. Đau đớn đó bà coi.
bà con là vẫn chia sẻ mạnh lên. Hiện nay là tôi còn trưa nay còn đám cưới nữa, đâu bỏ được, nên mọi người thấy đó, cần đâu điện thoại cho là đội hiệp sĩ Nguyễn Hải 0913788888 nói bà con đây là hiệp sĩ Hải tự đổ xăng, tự đi tìm, không có xin sỏi hay là miễn phí, không cần bạc như bà con, là miễn phí với bà con, không có tiền bạc hết á. Đây lấy đây lộ cho tôi nè, đó tôi là đó, nói chuyện mấy rồi đó, bà con có lợi chia sẻ giùm mọi người, mọi người là bên chia sẻ, mọi người là bên chia sẻ rồi đó, tôi sẽ giúp chị về đi ha, là cô giúp cho rồi, và chúc chị đi thượng lộ bình an. Rồi 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 rồi, rồi. Rồi bà con mới lợi chia sẻ mạnh, bà con chia sẻ mạnh lên, ở đây là giúp đời giúp người ha, bà con mới lợi chia sẻ. Tội nghiệp cô này ghê, chị cô này bây giờ bây giờ bà con thấy đâu thấy xe quy xanh, xe này nó còn chạy hay nó cầm rồi, trong tiệm á, nó cầm rồi không, sao công an không đi thu vậy? Thì bởi vậy chứ cho ông về, xong rồi giấy tờ cũng giữ luôn rồi, giấy tờ công an giữ luôn rồi, giấy tờ cầm xe á. Cho kỳ đúng là công an phải thu xe về. Thì bởi vậy chứ. Hảo thu xe về, công an hảo thu xe về là xe nó biết là nó mắc luôn á. Thu ai cả xe rồi. Ghê, không biết người cầm là bậy rồi, đúng cầm rồi. Xe phải chính chủ, phải không? Đúng nói chung rồi. Là luật pháp bây giờ mình cũng dở thì đi như bẻ cái công cái bút thì sao á. Luật pháp là... Bữa nó cũng nghe mấy ông có nói thôi giờ đi lấy xe về mà sao không biết... Không phải xe nè, mấy người cầm đồ mà cầm xe không tính chủ á, cái là thu xe về, hiểu không? Bữa có mời cái thằng cầm xe vô, thấy mời vô nữa. Rồi, mà thấy xe này đem lại công an phường nộp chưa? Nộp cái gì giấy tờ xe nó lấy luôn rồi. Không phải, ấy là xe nè, công an phường thu gì chưa? Chưa, xe còn nằm trong tiệm á. Không, đúng là lực, đúng theo lực là cầm xe không tính chủ là công an phải thu về để đúng xác rồi. Minh. Thì không đánh là nó thành lý. Đó. Đó, mọi người nó là chia sẻ cho cô, giờ cô cũng buồn quá. Tôi buồn quá, để theo ra lực chi mà không làm theo lực, chết tôi. Bây giờ phải công an báo ngay là phải thu xe về để làm căn giặc, căn chứng vật chứng. Để chi cấu đối tượng này là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mượn xe đi luôn rồi cầm lấy về dây cái vòng nữa. Rồi mọi người phải chia sẻ giùm tôi mạnh lên bà coi. Chia sẻ mạnh lên á. Chắc là đau lòng hả? Chắc là đau lòng bà coi. Bà con đau lòng quá bà con. Hiện nay bà con chia sẻ mạnh lên nghe, chị phụ nữ là làm ở cảnh giác, ngày nào cũng nhận mấy cái cuộc gọi, mấy cái ca mà phi công trẻ lấy máy bay bà già là quen nhỏ tuổi hơn 5 tuổi 3 tuổi này kia là 10 tuổi 20 tuổi rồi nó lừa đảo mình lấy tiền dòng giờ mình nó ôm nó chạy nên đó tội này được sướng mà được tiền được vàng được xe đó tội được sướng được về được dòng xe biết hiệp sĩ được sướng mà cũng có kiếm sướng cũng có mà người ta nhiều người ta lừa hay quá, người ta được sướng mà được xe, được cộ, được tiền, được vàng. Nên mọi người là mới chia sẻ mạnh lên. Bà con nè, với phụ nữ nè, quen mới quen người phụ thanh trai, bạn trai nào mà nó kêu mượn kỳ ho, được biến liền nghe đủ ra đi liền, gấp điện gấp nha. Nó lại dụng mình, tiền bạc mình. Cái này hả, ở nhà lục lấy chứ còn không có lương có gì hết trơn, tự lục lấy luôn. Vâng. Còn ở lục ghê đó. Lục lấy thành ra mình mới không mấy ngày sau mới hay. Rồi cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh lên. Cảm ơn mọi người hãy chia sẻ mạnh lên. Cảm ơn mọi người. Mọi người hãy chia sẻ mạnh lên. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người nha. Rồi bây giờ tôi còn tiếp khách nữa. Rồi cảm ơn mọi người. Cảm ơn.